chúng ta sẽ tổ chức, chúng ta sẽ được bắt đầu. Rất chân thành cảm ơn quý vị, đặc biệt quý vị đã đến sớm từ ngay lúc 6 giờ rưỡi mới được mở cửa. Rất cảm ơn quý vị và hy vọng chúng ta sẽ được tiến hành trong một phút nữa. Cảm ơn quý vị. Our waiting will be starting in about 5 minutes. So please return to the seat. Please put your place and keep going. We really appreciate your time and your effort for being here. Now we would like to announce that the wedding of David and Rachel is started. Chúc mừng chào mừng quý vị đến với tiệc cưới ngày hôm nay. Và để cho thêm phần long trọng, xin phép chúng ta cho một tràng pháo tay nữa thật nồng nhiệt, thật lớn để trước khi chúng ta chào đón thân phụ thân mẫu của chú rể, như cô dâu cũng như cô nhóm chú rể tiến vào tiệc cưới ngày hôm nay được không ạ? Cho tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Đó rồi. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón thân phụ và thân mẫu của chú rể và bà Nguyễn Thị Hân. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Cùng nhau tiến lên sân khấu cũng như cùng nhau tiến về đến bờ hạnh phúc của yêu thương. Xin một tràng pháo tay thật thật nồng nhiệt cho chú rể Nguyễn Phú Quý và cô dâu Nguyễn Thị Ngọc Anh. Xin mời. Please welcome David and Rachel. Xin cảm ơn quý vị đã có mặt trong ngày cưới ngày hôm nay. Chúng em xin thành thật cảm ơn và xin cúi chào tất cả quý khách trong dịp ngày cưới ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Lời đầu tiên kính chúc hai em trăm năm hạnh phúc, trăm năm tình viên mãn. Và cũng xin thay mặt cô dâu chú rể kính gửi lời chúc cũng như là cảm ơn chân thành đến cảm ơn ba mẹ của cô dâu cũng như ba mẹ chú rể rất nhiều. Kính thưa quý ông bà, quý cô bác, quý anh chị em, quý bạn bè, hai họ nhà trai và nhà gái, hôm nay thật là chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Quý vị, ông bà, cô bác, anh chị em và quý vị bạn bè đã dính chút thời gian quý báu đến đây để chúc mừng chúc phước cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Thì gia đình chúng tôi không có gì hơn thì cảm ơn quý báu cái tấm chân tình của ông bà, cô bác, anh chị em và bạn bè đến đây chúc phước cho hai con. Thì cảm ơn rất là nhiều. Mặc dầu trong ban tổ chức chúng tôi rất là cố gắng để cho chu đáo nhưng mà cũng không tránh khỏi cái sự sơ sót. Mong ông bà, cô bác và anh chị em và các bạn thông cảm cho có điều gì sơ sót. Và sau khi hoãn thiện rồi thì cầu chúc ông bà, cô bác, anh chị em và bạn bè thượng lộ bình an và an lành trong cuộc sống. Và cảm ơn chú rể, những chú rể phụ và cô dâu phụ. Thank you everyone. Kính thưa quý vị, màu trắng của chiếc bánh cưới tượng trưng cho sự trong trắng, thuần khiết. Ý nghĩa của việc cắt bánh cưới tượng trưng cho sự đồng thuận, đồng lòng, trong trăm năm tình vương mãn. Kính chúc những điều may mắn nhau. Kính chúc các bạn trăm năm hạnh phúc.